Hello, xin chào cả nhà. Mình là Tephany TV. Hôm nay thì có một anh em hỏi là mua cái bình máu ở trong cái game Forgot này nó ở chỗ nào. Đây là một cái câu hỏi nó rất là cơ bản, nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ làm video hướng dẫn các anh em mới chơi. Để làm sao mua được máu trong cái game này thì mọi người vào cái bục shop ở cái góc phải gần chỗ cái minimap này nha. Đó, cái mục shop này này. Sau đó thì kéo xuống dưới có một cái mục gọi là thuốc hồi và bùa. Đây là cái chỗ mà anh em mua máu đây. Và ngoài ra thì ở chỗ này thì nó bán mấy cái bùa phù công, những cái này nó cũng khá là hữu ích. Tuy nhiên thì giá nó cũng không rẻ chút nào. Ở đây như 100 bình máu đây thì anh em nên mua cái giá xe le này, nó sẽ tiết kiệm được 10% cái lượng tiền. Thì đây mình sẽ mua minh họa để mua 100 bình. Thực ra thì để mà cắm auto ở bãi quái này thì anh em sẽ tốn rất là nhiều máu. Như lại cái con của mình đây thì cắm auto ở cái bãi quái cấp 21 này thôi mà một tiếng chắc phải tốn cỡ khoảng 500 bình máu trở ra. Rất là tốn kém, mà trong khi thì cái lượng xu khóa này mình kiếm nó khá là hữu hạn, không được nhiều cho lắm. Và làm sao để đặt được cái bình máu vào trong cái ô auto bơm máu này thì mọi người nhấn vào cái biểu tượng này nha. Ồ, không được nhỉ. Vậy thì bình thường nếu như mà anh em hết máu thì có thể nhấn được vào cái biểu tượng đấy. Nhưng mà nếu như mà vẫn còn cái bình máu thì mọi người vào cái phần này này. Đâu rồi? Đây phần này. Ồ, nó lại xuống cuối cùng rồi. Đấy, thì mọi người nhấn vào cái biểu tượng bình máu này. Đây, mình tháo ra xong rồi mình sẽ làm lại để cho anh em dễ hiểu. Đây, sau đó ấn vào chữ mang nha. Đấy, thế là nó sẽ tự đặt vào cái ô auto bơm máu ở chỗ cái phần thanh chiến đấu này. Đấy. Nói chung là cái này thì nó rất là đơn giản. Có lẽ là nhiều anh em là mới chơi nên là cũng không rõ những cái vấn đề cơ bản này lắm. Ok, có lẽ là mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các anh em đã đón xem nhé.